diễn viên Lê Phương là mẹ đơn thân ngay cả khi đang có chồng và hạnh phúc viên mãn với chàng phi công. Diễn viên Lê Phương tên đầy đủ là Trang Dương Lê Phương, sinh năm 1985. Cô tốt nghiệp trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, tham gia hàng loạt các bộ phim như Ký túc xá, Từng viên cánh mỏng, Mây trắng ngang trời, Vó ngựa trời nam, Bước chân hoàng vũ, Castro em yêu anh cùng rất nhiều bộ phim truyền hình khác. Cô tốt nghiệp thủ khoa khoa diễn viên sân khấu và điện ảnh khóa 8 năm 2003 của trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Lê Phương bước vào nghề bằng vai chính trong bộ phim truyền hình Ký túc xá của đạo diễn Châu Huế. Sau đó, cô tham gia hàng loạt bộ phim khác như Từng viên cánh mỏng, Mây trắng ngang trời, Những cuộc tình trắng đen. Nhưng phải đến vai nhàn trong Vó ngựa trời nam, Lê Phương mới thực sự là người của công chúng với giải thưởng HTV Award dành cho top 5 nữ diễn viên phụ xuất sắc. Cũng sau sự kiện này, khán giả thường xuyên gặp mặt Lê Phương trên màn ảnh với những bộ phim truyền hình quen thuộc. Bước chân hoàng vũ, Tóc rối, Tình như tia nắng, Cá rô em yêu anh. Cũng như gặp cô mỗi tối cuối tuần tại nhà hát kịch 5B Võ Văn Tần, quận 3. Sự nổi tiếng ở thế giới showbiz luôn kèm với sự ồn ào bởi những sự cố từ nhiều phía. Nhưng ở Lê Phương, công chúng gần như khó tìm được một điều gì để trách móc hay chê bai. Lê Phương kết hôn với nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan vào năm 2012 và ly hôn năm 2015 khi có chung một con trai. Có con, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng là niềm vui lớn, thì với Lê Phương, việc có bầu trước khi cưới là một áp lực kinh khủng. Người thì ủng hộ, người lại cho rằng cô đang trói chân Quách Ngọc Ngoan bằng một đám cưới. Nhưng còn có một nỗi đau lớn hơn nhiều mà thời điểm đó cô đã không dám chia sẻ. Chỉ đến tận sau khi ly hôn, cô mới đủ can đảm tiết lộ. Đó là cô từng nhận được lời khuyên từ bỏ đứa bé. Thế nhưng, bản năng làm mẹ đã thôi thúc cô đi ngược lại sức ép này. Suốt thời gian mang bầu, Lê Phương chỉ có một mình, không tiền bạc, không có người thân ở bên cạnh. Bao nhiêu tiền dành dụm trước đó, cô đã lỡ trót dại đưa hết cho người yêu. Ba mẹ ở quê nên cô không muốn làm phiền, sợ mọi người buồn nên cực nhọc tới đâu, cô cũng cắn răng chịu đựng không chút ca thán. Cô chỉ biết lặng lẽ khóc và tự an ủi mình bằng niềm hạnh phúc sắp được làm mẹ. Phải đến khi lâm bồn, cô mới thông báo cho mẹ biết để đưa vào viện. Nhìn thấy hình hài của con, Lê Phương từng nuôi hy vọng đứa con sẽ là sợi dây gắn kết vô hình, sẽ gọi bước chân lầm lạc quay về. Nhưng ngày đó đâu chưa thấy, chỉ hiện hữu một nỗi lo rất thật là cơm áo gạo tiền của cảnh một thân một mình nuôi con. Bất đắc dĩ, cô phải vay mượn tiền ba mẹ để sống trong lúc chưa thể đi làm trở lại. Sau bao nhiêu sóng gió hôn nhân, mỗi lần nhìn bé cà pháo rất ra dáng đàn ông, cô cho biết mình thật hạnh quyết tâm giữ lại con trong cuộc đời. Nỗi trăn trở của cô là lo kiếm tiền, đi diễn. Hiện Lê Phương là nghệ sĩ khá đắt xô với các bộ phim truyền hình, các show truyền hình thực tế, tới các sự kiện. Với khả năng và sự chăm chỉ vốn có, Lê Phương tự tin ở bản thân sẽ có thể lo cho con một cuộc sống đầy đủ mà không cần có cha của bé. Chuyện tình hạnh phúc với chàng phi công Trung Kiên. Năm 2017, Lê Phương kết hôn với ca sĩ Phạm Trung Kiên, kém cô 7 tuổi. Anh tốt nghiệp Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, từng đạt giải nhất trong cuộc thi tiếng hát truyền hình thành phố năm 2013. Sau những tổn thương trong quá khứ, Lê Phương đã may mắn lấy được người chồng trẻ tận tâm, yêu thương cô hết mực. Trong mắt nữ diễn viên, ông xã là người có trái tim ấm áp, đủ sự ấm cho cô và gia đình. Anh cũng là người bù đắp những thiệt thòi, đau khổ mà cô phải trải qua ở cuộc hôn nhân trước. Cuối tháng 8 năm 2019, Lê Phương và Trung Kiên hạnh phúc chào đón con gái vào đúng ngày sinh nhật 34 tuổi của cô. Sau khi kết hôn, Trung Kiên dành nhiều thời gian quan tâm, chăm sóc bà xã từng miếng ăn, giấc ngủ đến công việc. Thấy vợ bận bịu quay phim từ sáng tới khuya, anh cố gắng đảm đương tất cả mọi việc lớn nhỏ trong nhà. Không những vậy, sợ vợ làm việc quá sức mà bỏ bữa, Trung Kiên còn tự tay vào bếp mang đồ ăn đến phim trường cho Lê Phương.
Lúc Lê Phương ốm nghén, thấy vợ lo lắng bị phá dáng, Trung Kiên cũng tự tay vào bếp từ sáng sớm, nấu nướng tính toán từng bữa ăn dinh dưỡng cho cô. Lê Phương cho biết, chồng mình lúc nào cũng mong gia đình luôn hòa thuận, vui vẻ, chứ không muốn gia đình có bất kỳ áp lực nào về tiền bạc, vật chất. Khi vào bếp, hai vợ chồng sẽ cùng nấu cơm, rửa chén, rồi xếp đồ, giặt đồ, lau nhà. Đặc biệt là Trung Kiên luôn dành cho bé Cà Pháo, con riêng của Lê Phương với Quách Ngọc Hoan, một tình yêu thương không khác gì con ruột. Trong mối quan hệ con chung, con riêng, anh xử sự công bằng và rất chân thành. Theo chia sẻ của diễn viên Lê Phương, Cà Pháo thường ngày rất ngoan ngoãn và cực kỳ quấn ba Kiên. Nhiều lần cô kể con trai chỉ nghe lời ba chứ không nghe lời mẹ. Không những thế, bố mẹ chồng Lê Phương cũng dành cho bé Cà Pháo một tình cảm đặc biệt. Ba mẹ chồng thương tôi, thương luôn cả bé Cà Pháo. Họ thường dành cho chúng tôi những gì tốt đẹp nhất. Ba mẹ chồng tôi sống tình cảm, giản dị, chỉ mong con cái luôn vui vẻ, hạnh phúc. Vì vậy mà tôi không có áp lực gì khi làm dâu. Với con riêng của tôi, ông bà nội rất chiều chuộng, bé thích đồ chơi gì thì cứ thủ thỉ với ông nội liền được mua cho ngay. Nhiều lúc tôi la con bị ông bà nội mắng ngược lại. Tôi thấy may mắn khi có được ba mẹ chồng tâm lý, thật sự yêu thương hai mẹ con. Nữ diễn viên tâm sự trong một bài phỏng vấn trên báo điện tử VN Express. Nói về cuộc sống hiện tại, cô cho hay, cảm giác lúc này của mình là hạnh phúc và viên mãn. Nữ diễn viên vẫn thường gọi Trung Kiên và bé Cà Pháo là hai người đàn ông quan trọng nhất trong đời.